Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 154 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng thẩm định do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm chủ tịch, thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ. Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại khoản 3 điều 18, Nghị định số 37/2019 NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành ngày 22 tháng 1.